Động thì các bạn alo chạy tới kêu 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 chạy kêu chạy tới luôn, nhìn nhìn thẳng qua, nhìn thẳng qua thấy FPT, thấy cái tòa nhà FPT, chạy chạy thẳng qua ngã tư. Cho điện thoại của anh đi, cho điện thoại của anh đi. Điểm gì? Điểm số điện thoại. Nghĩ là 5 phút ha, đi nhận đồ xíu. Rồi vô đây nghiên cứu xíu đi, một lát mình lên mình chỉ trò là đứa các bạn hôm môn này học cái gì, bữa nay làm cái gì, và các bạn thử viết một cái đoạn code nhỏ nhỏ thử về Javascript, thử viết ha, chứ đừng copy paste ha. Chừng nào mình rành rồi mình hãy copy paste, không có cấm copy paste, nhưng mà mình phải biết cái cách làm cái đã, biết cách tổ chức cái đã, biết cách viết cái đã, rồi mình hãy copy paste. Copy paste là phải hiểu, tức là những cái lớp sau, lớp 7, lớp 8 copy paste được, lớp 4, lớp 5, lớp 6 đừng có copy paste. Nhìn xong rồi gõ lại, học xong gõ lại để mình nhớ từng dòng, mỗi dòng có mình phải comment giùm cái. Học là như vậy đó nha, gõ càng nhiều càng tốt. Rồi 5 giây nghiên cứu cái này, nó làm gì nói gì, cái nào bỏ nào học. Gì? Anh đừng học quỳ nữa. Chắc bỏ làm đi thôi.
Thank you.
Thank you.
Bây giờ có nghiên cứu gì không? Có hả? Nghiên cứu được gì nói nghe chơi ơi. Lớp phó đi, lớp phó đi. Nghiên cứu được gì à? Không, không được nhiều nghiên cứu thì biết phó. Biết sơ sơ. Rồi biết sơ sơ được em. Hay quá ta. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Ở trên đây nó nói hết rồi nè. Ha, mình dịch tiếng Việt ra là nó nói hết rồi nè. Nãy giờ bạn lớp chơi lớp khó nói là ở đọc từ trên đây xuống nè nha. Đấy. Đây là một ngôn ngữ lập trình mà được ưa chuộng trên thế giới. Đó. Nó là một ngôn ngữ lập trình cho web. Ha. Nó rất là dễ học. Và những cái hướng dẫn á thì rất là cơ bản, từ cơ bản đến nâng cao. Cho nên mình cứ bám theo cái này mình làm thôi là ok. Thì học lập trình ngôn ngữ nào cũng vậy ha. Khởi đầu Hello World trước. Rồi, một câu hỏi đặt ra là với cái JavaScript này thì mình có bao nhiêu cách để mình Hello World? Đấy, nhiều thì nhiều, nhiều. Mình ngồi làm thử coi. Hello World trước, tức là mình sẽ tìm hiểu về cách đặt tên biến nè, cách khai báo biến nè, cách làm việc với chuỗi nè, cách nối chuỗi nè, cách làm việc với HTML nè, đó ha, và cách in dữ liệu ra màn hình thì như thế nào nè, đó thì buổi đầu tiên, buổi hôm nay thôi, buổi lab đầu tiên nha, buổi hôm nay thôi là mình tìm làm quen với cái chuyện đó là ok.
Thì để lập trình thì đương nhiên rồi, cái này là lập trình của web, và chắc chắn là mình sử dụng cái Visual Studio Code. Chắc chắn là web HTML CSS mình đã làm này rồi ha, mình đã có cái phần mềm này rồi. Còn ai chưa có thì cứ cài vô ha. Rồi bây giờ mình Hello World một tí xíu. Hello World một tí xíu coi như là một phần một của lớp 1. Tức là lớp 1 thường thường tôi cho là khoảng 4 bài. Quên. Mỗi lớp thường thường là 4 bài hoặc là 3 bài ha. Và mỗi buổi thường thường là làm demo nhẹ nhẹ một bài hoặc là 0.5 bài. Tức là làm phân nửa còn nhiều là các bạn phải hoàn chỉnh. Làm phân nửa đấy chứ còn nhiều là các bạn hoàn chỉnh nha. Rồi, với mà việc mình làm web á, thì mình sử dụng IDE là Visual Code là đang phổ biến, thì cứ làm thoải mái ha. Rồi nên gì nè, mình học lập trình mobile, mình học mobile, mình làm app. Và khi mà mình lập trình trang quản trị website á, chắc chắn các bạn sẽ ưu tiên cho việc là mình học PHP. Mơ mốt ngu ngu dốt dốt muốn học PHP thì liên hệ tôi chỉ nha. Làm trang web là chắc chắn làm PHP cho nó dễ, rồi dữ liệu mình load mà đưa lên cái app ứng dụng mình á thì mình cứ làm bằng bình thường thôi ha, React Native bình thường thôi. Còn cái lập trình backend là chắc chắn các bạn làm PHP á, và các bạn phải học thêm phần đó nữa nha, nên với cái nghề của mình. Rồi bây giờ trở lại JavaScript, bắt đầu mình làm JavaScript thử nè. Bài demo đầu tiên nè, đương nhiên là mình phải open cái folder mình đang làm nha. Thì mình cái thư mục của mình đặt ở đâu cũng được trên rồi á, ở đâu cũng được. Ví dụ mình đang ở học kỳ summer, tôi có cái môn JavaScript ha, rồi tôi đặt tên là lớp 1 chẳng hạn. Đây là một yêu cầu nhỏ trong lớp 1, tức là bài người ta gọi là bài Hello World đó. Rồi select cái folder đó. Các bạn nhớ mình làm gì cũng phải có tổ chức để mai mốt kiếm lại cho nó dễ. Thôi thì lâu lâu mình chấm bạn lần, cái mỗi lần tôi kêu bài số 1 đâu, bài số 2 đâu, các bạn không biết đường kiếm, không biết nằm đâu trên. Cái đó rất là tệ ha. Học lập trình mà tổ chức thư mục không được, tổ chức file không được là thua. Cho nên cố gắng ha. Rồi với cái Visual Code này các bạn nên làm lab nào open cái folder lab đó lên, rồi trong đó chứa tất cả các file mình sẽ học, mình sẽ làm. Ví dụ bữa nay là cái bài Hello World thì mình ghi là bài 1 ha, bài 1 ship gạch Hello World chẳng hạn đó, .html. Đương nhiên lập trình JavaScript này là lập trình ngôn ngữ cho web, cho nên là tất cả các file mình đều là làm HTML ha. Rồi cái file mà JavaScript lưu riêng ra ngoài á thì gọi là file JS. Thì từ từ bắt đầu mình làm nè, làm từ cơ bản đến nâng cao nè nha. Và bây giờ á, cái thứ nhất là nó là ngôn ngữ lập trình web cho nên mình sẽ sử dụng web nha. Rồi ví dụ đoạn code của JavaScript mình sẽ nằm ở đâu trên cái trang HTML này, nằm dưới hay nằm trên, nằm trong hay nằm giữa, nằm ngoài hay nằm trong. Là sao ạ? Tức là tất cả các hàm code của JavaScript nó phải nằm ở dưới. Tức là những cái HTML nó phải xuất hiện ở trên trước hết rồi thì mới tới cái phần JavaScript. Chứ JavaScript mình để trên này là mình sai. Tức là nó không có tìm được những cái element của HTML, tức là nó không tìm được cái những cái TD, TR, B, nó không tìm được gì trên nếu nằm trên, và chắc chắn nó báo lỗi. Nó nói là không có cái thằng đó không được định nghĩa ha. Vì vậy khi mà mình viết code JavaScript trực tiếp trong HTML á thì mình phải để phía dưới này nè. Ở trên là HTML hết, ở dưới này là JavaScript ha. Ví dụ tôi có một cái H1, H2 gì đó chẳng hạn ha, và tôi bỏ đó đó. Một lát tôi sẽ để cái chữ Hello World vô đó đó ha. Thì cái đoạn JavaScript tôi sẽ nằm ở đây nè. Đó, script. Các bạn viết tắt là script, rồi các bạn enter. Đây là cách viết JavaScript trực tiếp trong file HTML. Rồi mình có cái cách khác là cái file JavaScript nó nằm ở ngoài, mình chỉ cần gửi cái đường link vô đây thôi là ok. Thì bây giờ làm hai cách luôn ha. Thì bây giờ để mình để cái chữ Hello World ra đây được đó thì mình phải đọc được cái này. Đó, để đọc được cái này thì cái khái niệm mình đã tôi nói quan trọng cực kỳ, đó là DOM ha. DOM
tức là đọc các đối tượng của HTML. Thì cách đọc nó như thế nào thì mình phải học thôi, mình phải sợ, phải Google thôi ha. Rồi, bây giờ trước khi đọc đưa ra đây á, thì bây giờ mình thử một số cái cách khác để nó show dữ liệu ra để mình thấy. Cái cách mà mình thường test á, ví dụ như trong cái bài toán hay là trong cái đoạn đó mình muốn kiểm tra coi nó sẽ xuất hiện cái gì, dữ liệu nó ra sao. Thì cách thứ nhất là mình dùng cái hàm alert ha. Đó. Ví dụ như hello world, hello. Rồi, lúc này á, thì cái này mình chạy, mình chạy cái dạng giống như HTML bình thường thôi, bấm chuột phải và chạy thôi. Mà để chạy được cái này á, thì mình phải cài cái extension của Visual Studio Code vô. Cái này các bạn biết chưa? Chạy trực tiếp từ trong code nè, bấm chuột phải mở này lên ha. Thì nó chạy trực tiếp lên là alert, tức là nó đưa cái cửa sổ này lên nè, cửa sổ alert nè ha. Thì mà để chạy trực tiếp vậy được á, thì cái phần này nè mình phải cài một extension gọi là open browser gì đó, preview open gì đó. Đó, open in browser. Đây các bạn cài này vô để chạy trực tiếp từ code qua trình duyệt. Mình khỏi gõ trình duyệt, mình khỏi vô explorer gì mất công ha. Hả? Được luôn. Sao không được chứ ha. Và cái này mình không cần chạy server, mình chạy trên trình duyệt khách hàng mà, trên máy khách mà, không cần server gì trên ha. Chừng nào mình lập trình backend á mình mới cần server, cái này không cần server ha. Ok, rồi một cách khác để mình xem được cái dữ liệu ngay cái chỗ đó không phải alert là nó là gì. Rồi mình đóng khung cái này lại đi ạ. Mình comment á ha, các bạn chọn cái dòng đó, các bạn nhấn Ctrl dấu xuyệt để comment nó lại, comment lại nó không có dịch tới á ha. Thì bây giờ mình tới Ctrl lock, Ctrl lock đó, Ctrl lock tức là nó show dữ liệu ra tới cái đoạn đó cho mình thấy ha. Ctrl lock cái gì, đưa cái biến vô đó, đưa cái giá trị vô. Rồi mình duyệt thử và mình coi Ctrl lock nó là gì, không thấy gì trên ta, bấm chuột phải vô kiểm tra và các bạn click vô Ctrl thì nó ra được cái dữ liệu đây. Tức là khi mình chạy từng dòng lệnh, mình kiểm tra từng giá trị từng dòng lệnh thì mình có thể sử dụng alert hoặc là sử dụng Ctrl lock nha. Hai cái đó là mình kiểm tra dữ liệu từng dòng á. Và khi với code mình phải kiểm tra từng dòng như vậy á, tới đó mình biết dữ liệu nó tới đó là cái gì, mình chắc nó tới đó là cái gì thì mình mới bắt đầu mình làm tiếp được. Chứ đừng có đón mò, đừng có copy paste rồi đón mò mệt lắm. Ngồi gõ từng cái cho nó hiểu đi. Những cái lớp đầu tiên các bạn nên ngồi gõ, các bạn tham khảo là tham khảo cái lệnh ha, cái cú pháp như thế nào là đúng, rồi mình bắt đầu mình viết theo, được chưa? Rồi bây giờ để gán cái giá trị hello á cho cái thẻ H2 này thì mình sẽ gán như thế này ha. Mình gõ cái từ khóa là document chấm chấm cái gì, get element by by cái gì, by id. Ví dụ như cái element nó có cái id là gì, by class name. Cái element nó có class là gì, by name. By name là cái thẻ nó tên gì, tag name. By name là, by name là gì ta, by name là gì, tên à, cái thẻ nó tên gì, tag name là cái thẻ nó tên gì. Ủa, by name tức là cái tag đó nó có cái name bằng cái gì, tag name tức là cái tag đó là cái tag gì, cái tag đó là tag 2, cái tag đó là tr, cái tag đó là td ha. Còn bây giờ á, để làm quen đầu tiên là mình ID đi các bạn, cho các bạn dễ nhớ, dễ hình dung. Thì ID tức là nó có mang tính chất là duy nhất. Ví dụ như H1 thì tôi cho cái ID là tiêu đề. Thì ngay cái chỗ này nè, mình ID đó là tiêu đề ha. Đó. Đúng chưa?
Rồi mình chấm cái gì? Cái này là get. Get thì mình chấm gì ta? Chấm HTML. Chấm 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 gì quên tiêu rồi. Inner HTML sao biết hay ạ? Rồi. Hello ha. Đó, ví dụ như vậy, hello world. Rồi cái này là cái gán, thì bây giờ cái lấy giá trị thì sao? Đấy, mình có hello world nè. Rồi bây giờ mình muốn là mình lấy cái H2 này nè, truyền qua cho H3. Hoặc là truyền cho một cái div nào đó ha. Thì cái H3 này tôi có một cái class, cái ID, hay làm ID làm quen trước đi ha. Cái này là tiêu đề phụ. Đó, tiêu đề phụ thì nó sẽ bằng là tiêu đề chính cộng cho một cái chữ gì đó là tiêu đề phụ đi chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ làm sao? Nghĩa là bây giờ mình phải đọc được cái H2 này đúng không? Rồi mình đọc là gì? Vẫn là khai báo biến là và tiêu đề bằng document chấm get element by id mở ngoặc tên là tiêu đề rồi chấm cái này là chấm cái gì inner html luôn hả hay inner test các bạn biết hai cái này nó khác nhau gì không inner html nghĩa là cái nội dung của cái thẻ này nè nó có html thì nó đọc được luôn ha. Ví dụ như là tôi bỏ cái câu lệnh này đi, ví dụ trong H2 này tôi ghi là hello đó, và trong đây tôi có cái thẻ là span tròn đi, thì nó đọc được cái thẻ tròn này luôn. Rồi bây giờ tôi muốn H3 của tôi là hello Việt Nam đi ha, thì tôi lấy cái tiêu đề này nè, tôi lấy cái tiêu đề, tôi va cái kết quả bằng tiêu đề. Bây giờ tôi cộng, nối chuỗi trong JavaScript là dấu cộng ha, dấu cộng với cái Việt Nam đó, thì lúc này tôi mới gán cái kết quả qua cái H3 H3 ha, document chấm get element by id. Rồi cái id này của tôi là kết quả phụ, tiêu đề phụ chứ quên. Khi đặt tên biến các bạn phải chú ý, đây là cái quy tắc đặt tên của tất cả các ngôn ngữ lập trình, cố gắng là không có khoảng trống, cố gắng là không phải là tiếng Việt có dấu. Các bạn nếu cần khoảng trống thì ship gạch, các bạn đừng có màu mè in hoa in thường nó bị rối. Các bạn cứ quy về một quy tắc đặt tên thôi, ngôn ngữ nào cũng vậy thì nó sẽ không có bị rối cho mình ha. Tiêu đề phụ chấm inner html bằng với kết quả. Rồi khai báo biến trong JavaScript là var ha, nối chuỗi trong JavaScript là dấu cộng, hình dung không? Đấy, bắt đầu nó hơi phức tạp rồi đó nha, bắt đầu học từ từ rồi đó, ghép chuỗi nối chuỗi rồi đó. Rồi ok, bây giờ mình bắt đầu mình enter, thì ở trên là hello, ở dưới là hello Việt Nam nha. Việt Nam này không khoảng trống, mình cho khoảng trống vô, enter F5, hello Việt Nam. Rồi bây giờ mình tạo một cái sự kiện list, tức là cái chữ hello này có nút click, click vô cái đó thì nó mới chạy được cái này, nó mới hiện cái này ra ha. Tức là thế mạnh của JavaScript là nó xử lý dữ liệu tức thì, nó cộng trừ tính toán insert gì đó không biết mà nó đưa dữ liệu ra tức thì luôn. Cho nên cái sự kiện và cái hàm cái gì nọ đó thì trong JavaScript nó làm rất là mạnh. Rồi bây giờ mình làm thử một cái nút cho cái sau cái H2 này, mình cho một cái button. Các bạn chú ý nè, khi sử dụng nút cho JavaScript, các bạn sử dụng button cho nó đơn giản, cho nó dễ.
đừng có sử dụng input type submit, input type button mất thời gian và nó bị nhầm cái sự kiện là nó hiểu là cái button submit này nó phải submit cho một cái form nào đó ha, thì nó khó, thì mình cứ làm button hết. Rồi button, button này cái tên là cái gì, à, click me đi chẳng hạn, hãy click vào tôi đi, tôi cho một cái điều bất ngờ xảy ra ha. Rồi bây giờ cái click me này nè, mình phải tạo một cái sự kiện on click cho button này. Các bạn đang học từ cơ bản đến nâng cao các bạn đang học rất là cơ bản về một cái ngôn ngữ lập trình cho web ha. Rồi mình on click, tôi giống như tôi dạy YouTube vậy ha. Nóng như... rồi phải nhắc các bạn có đang học cái gì. On click tức là tạo sự kiện cho cái nút là click me, mình đặt tên hàm cho hàm gì đó cũng được, tôi cho show KQ là show kết quả, tên hàm đặt như thế này là ok, đây là hàm không có tham số, hàm này gọi là hàm hiển thị ha, không có tham số nghĩa là trong đây nó trống, không cần gì trên, nó chỉ có hai dấu ngoặc này thôi. Rồi tức là sao à, tức là sau khi click vô cái nút này nè, nó gọi tới cái hàm này nè, hàm này nằm đâu, nằm ở cái chỗ nào đó, nó thuộc về JavaScript là nó nằm trong đây nè. Đó thì nó nằm đâu à? À ví dụ như nó nằm đây, ví dụ nằm đây. Rồi khai báo hàm trong JavaScript mình sẽ khai báo như thế này, function nha. Các bạn gõ đi, nó có hết mấy cái này nè, các bạn không thấy thì các bạn phải cài extension vô, có snippet JavaScript nha. Rồi tôi chọn function ở dưới này, đây là cái cách khai báo hàm JavaScript cơ bản ha, quốc dân nhất, chưa có tiến bộ gì trơn, để mấy cái lớp sau mình học cái cách viết tiến bộ, bây giờ mình làm quen với cái cách cơ bản nha. Tức là ở trước đây là cái từ khóa function, ở sau đây là cái tên và ở trong đây là cái tham số. Rồi cái tham số này không có mình xóa, cái tên này mình nãy mình đặt tên gì, show KQ ha, thì mình muốn show cái gì lên, mình muốn show dữ liệu cho cái thằng H3 đó, thì nãy giờ mình đang làm trên này nè, mình đọc cái thằng H2, mình gán dữ liệu mình cho H3, mình cắt mình đem vô đây ha. Các bạn bây giờ, nãy giờ các bạn đi từ cái cơ bản cực kỳ và các bạn đi vô cái tính chuyên nghiệp là hệ thống hóa nó bằng cái hàm, và từ đây sắp tới các bạn làm cái gì các bạn cũng quy cái hàm cho tôi là ok, các bạn dễ quản lý, đừng cứ viết luôn tùng ha. Một bài toán nhỏ, một cái phần lập trình nhỏ mình cũng quy cái hàm hết. Rồi bây giờ mình trải nghiệm sự tuyệt vời của mình nãy giờ mình làm, F5 lại đó, lúc này nó có click me nè đó, click vô đi, ngon lành ha, show dữ liệu ra cái phần đó liền. Rồi đây là dữ liệu thô, cơ hội cho các bạn học HTML CSS về nhà làm cho nó đẹp lại, có HTML có CSS vô dùng nha. Rồi ai dốt cái phần đó cứ hỏi lại để tôi có dịp tôi nói tôi dạy lại còn đi tới rồi các bạn làm không được cái gì chứ nó uổng nó tiếc. Rồi xong ha, tức là nãy giờ mình làm gì ạ, mình đi từ cái những cái cơ bản, những cái mà nó thô thiển, nó không chuyên nghiệp, nó không hệ thống, và mình đi lại cho nó có hệ thống ha, có sự kiện. Rồi bây giờ có hệ thống có sự kiện rồi, và cái code này mà nằm chung cái HTML thì nó rối, bây giờ mình cho nó nằm ra ngoài luôn, ra một file lẻ ngoài luôn, nó chỉ tập hợp những cái đoạn code của JavaScript thôi ha. Thì mình sẽ tập hợp như thế này. Rồi mình copy nguyên cái này ra, cắt nguyên cái hàm nó ra, mình new một file mới cho tôi ha, new một file mới, file này tôi đặt tên là myscript ha, myscript.js. JavaScript thì nó có cái đuôi là js, nhớ ha. Còn cái tên này mình đặt cái gì cũng được trơn á, đặt tiếng Việt không dấu cũng được, thư viện, hình dung không đó, ngon lành cành đào, các bạn thấy không ta, đó thư viện chấm gs được ha, chứ đừng có đặt tên là thư viện chết ngắt, tức là không cần khoảng trống các bạn ha, và không nên đặt tên tiếng Việt luôn ha, các bạn hay có cái bệnh là đặt tên tiếng Việt không được, chữ thường,
tiếng Việt không dấu hoặc là tiếng Anh. Cần khoảng trống thì là shift gạch. Đừng nên sử dụng dấu trừ. Nhớ ha. Nói chung là tại tôi biết nhiều ngôn ngữ quá, tôi phải nói cái tổng thể để các bạn có cái nhìn tổng thể, các bạn hiểu, bạn viết cho nó chuẩn ngay từ những cái bài tập nó đơn giản. Ok không Minh ơi, có gì thắc mắc không? Thấy em hoang mang vậy? Không, cái đó quy chuẩn sai đấy. Ha. Ừ, nó làm cái não mình nó ngu. Là mình phải bắt mình phải nhớ, ừ, viết hoa đầu hay viết hoa giữa hay viết hoa cuối. Mình hãy cho mình một cái phong cách viết, đặt tên biến, đặt tên hàm riêng. Và đối với tôi cứ thường hết là ok, không có chuyện gì xảy ra cả. Và shift gạch thường là ok. Tôi đụng nhiều cái là tôi biết nha, tôi có kinh nghiệm. Rồi ok. Bây giờ mình mới test cái phần gì? Cái phần mà copy path, cái đoạn code server rip nãy á, trong cái thẻ script á, mình test ra đây. Đó, nó bình thường vậy thôi đó. Một file server rip nó bình thường như thế thôi. Rồi, bây giờ mình mới kết nối cái file server rip này nè, vô cái file HTML này nè. Nó không phải nằm đây, nó không cần nằm đây, và nó nằm đây cũng được chả sao. Ha. Đấy, đóng lại. Rồi, để kết nối cái file JS với file HTML thì các bạn là script. Rồi các bạn src sụt á, à, tôi đọc tiếng Anh là sụt. Rồi, các bạn dẫn cái file đó vô thư viện ha, thư ship gạch viện .js. Ok. Đây là cái cách trỏ cái file JS an toàn nhất, là nó nằm cuối document. Nhớ ha. Nó nằm cuối document là đúng, an toàn nhất. Còn ví dụ như vậy nè, ví dụ như là trong cái file này nó chỉ là những cái function không thôi, nó không có cái gì trên rồi á, thì cái đường dẫn này nè nằm đâu cũng được, nằm trên đây cũng đúng luôn. Nhớ nha, nó nằm trên đây cũng đúng. Nó với điều kiện cái file JS này là chỉ là những cái function, nó không có những cái lập trình thầm sàm để ngoài, thì mình để đây đúng. Còn nếu mà nó có những cái khai báo, những cái gì mà sàm sàm ngoài, nó không nằm trong function á, thì bắt buộc nó phải nằm ở dưới này. Cho nên mình cứ suy nghĩ là JavaScript cứ nằm ở dưới hết đi là ngon lành. Mình đừng có tạo độ khó cho cái não mình. Mình phải tính toán gì đó nó dễ nhất có thể để mình nhớ. Đấy. Và sao ạ? À? Kết quả mình chạy vẫn y chang như nãy ha. Bây giờ mình có cái đường dẫn đến JavaScript thì nó tự động là nó hiểu là ở trong cái thẻ này mà sự kiện onlist, tức là nó nhảy vô đây nó tìm thôi. Rồi, nãy giờ kết quả nó chả có gì thay đổi hết. Chỉ có một cái là tôi nói nhiều thôi. Không có gì thay đổi chứ. Nghe không có gì thay đổi chứ. Tại tôi nói nhiều. À, thì ra là vậy. Đấy, những cái bài toán nó đơn giản như thế, mình phải biết nhiều cách làm như thế. Và mình phải chắc như thế. Được chưa? Rồi, nâng cấp nhẹ nữa nè. Nâng cấp từ từ lên nè. Hello Việt Nam, rồi muốn làm gì nữa? Mình muốn là mình gõ cái chữ gì đó vô đây nè. Vô cái input này nè. Mình lấy mình ghép vô đây. Mới nãy chữ Việt Nam mình cho tỉnh. Bây giờ cứ chữ Việt Nam mình cho động luôn đi. Nó lấy từ một cái input đi. Hình như không? Rồi, mình thả cái input vô. Dễ ồm. Nha. Input. Các bạn ơi, các bạn à, cái này vui lắm, học cái này vui ghê rồi, vui. Vui thiệt là vui. Rồi input 2 chấm. Chọn gì ta? Test ha. Đó. Các bạn học HTML sẽ test được dạy nhanh lắm. Rồi ok. Bây giờ cái này mình có name nè. Đó, mới nãy là get element by name. Là nem này nè. Bây giờ thôi, biết nào biết một cái một thôi. Chuyện nào rành, họ tính sao. Ok không? Thì trong những cái lát đầu này các bạn chỉ lập ID cho tôi là ok. Đừng làm gì khác vậy, nó rối. Làm cái gì được, làm cho tới. Được xong mới nghiên cứu cái khác. Bây giờ cứ làm ID hết cho tôi đi. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt tên ID này là cái gì? Tiêu đề rồi đúng không? Bây giờ đặt tên là gì ta? Đề tiêu. Hợp lý đó. À,
tiêu đề thì mình đặt tên cái này là tên đi, nó đơn giản vậy thôi. Mình nhập cái tên của mình vô Hello Hot TV đó. Nó ra Hello Hot TV. Rồi bây giờ mình xuống đây mình mới sửa lại cái hàm này tí xíu. Thay vì mình cộng với chữ Việt Nam thì bây giờ mình phải đọc cái giá trị từ cái input đó ra nha. Mình va tên bằng document. Đấy, document.getElement by ID. ID này tôi đặt tên đó, tôi chưa có sử dụng gì mới hết trơn. Những gì mình đã biết mình làm tới. Rồi lúc này là gì các bạn? Nó là input chứ không phải là nó những cái đối tượng khác. Input thì mình phải lấy là value hả? Đứa nào sợ giùm tôi thử trên WPowerPoint coi input lấy gì. Nhanh lên, tôi quên này. Có phải là value không? Mình ghi là get input test đi, Java read đi, và nó ra cái gì. Mình tập sợ các bạn, để mình tự học nó rất là nhiều. Còn tôi chỉ giới thiệu cho các bạn có tính hệ thống hơn, có tính tối ưu hóa hơn so với WPowerPoint. WPowerPoint nó nhiều lắm nha. Nó là cái thư viện để mình tra cứu, thư viện đáng tin tưởng để tra cứu. Rồi chấm cái gì? Chấm gì? Value gì? Đọc lớn lên bé ơi. Đọc input á. Phải chấm value không? Đúng không? Rồi không đúng thì lát nó không ra thôi. Rồi bây giờ nè, chấm value ha. Tôi hành các bạn sợ để các bạn nhớ biết cách sợ. Tôi chỉ cho các bạn từ khóa thôi. Rồi bây giờ mình mới kết nối lại là cái TD này với cái tên. Đó. Bây giờ ví dụ như cái TD này với cái tên mà nó có khoảng trống thì các bạn phải nhấy đôi các bạn dấu cộng. Và lúc này các bạn phải có khoảng trống ra. Thì lúc này hai cái chữ này nó mới có khoảng trống. Ok không? Đấy. Rồi ok ha, chạy thử coi nó ra đúng vậy không ha. Em nằm hello, nhạc tên vô HOTB link cái. Vui ha, đơn giản mà vui. Rồi tiếp theo, ví dụ như là mai mốt mình làm cái giỏ hàng á, mình dò làm giỏ hàng á, mình add là add nguyên một cái TD, mình add nguyên một cái class và nó phải show ra nguyên một cái class, một cái TD chứ không phải là chữ không đâu. Tức là mai mốt cái bài lớp 5 là mình sẽ học về DOM, là mình sẽ làm về giỏ hàng. Cái bài đó cực kỳ khó, cho nên những cái bài lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 các bạn phải vững, phải chắc thì làm bài lớp 5 mới nổi ha. Nói trước để mình về nghiên cứu sớm ha. Đứa nào mà lanh tí xíu thì trên kênh YouTube của tôi có hết mấy cái chuyện đó. Không phải BA trái hình ha, mà chỉ sẽ bộ vụ gì đó. Rảnh thì coi, không rảnh thì thôi. Rồi tôi cũng chỉ nha. Tôi cũng giải thích lại. Rồi bây giờ giả dụ nó không phải là cái chữ bình thường đâu, mà nó là một cái div, một cái tab, một cái table, mà nó có class ở trong nữa. Tức là sao? Tức là mình nối chuỗi, mà nối chuỗi những cái giá trị là HTML, CSS, cái đoạn code, nối đoạn code chứ không phải là nối dạng test này không. Cái này là mới nối test thôi. Đó. Bây giờ mình muốn là gắn cái này nè, gắn thêm cái phần gì đó nữa. Ví dụ cái này là nó chỉ nằm trong một cái box gì đó thôi, thì cái box đó là cái gì? Nó phải là một cái gì đó ở đâu đây nè. Đó. Thì lúc này nó không phải là H3 nó không thể nào chứa một cái HTML được. Nó phải là một cái div nha. Nhưng mà nó vẫn ID đó. Rồi, ví dụ như trong cái div này tôi sẽ có là, bây giờ thay vì là Hello World thì tôi sẽ làm cái chuyện là gì ta? Hello World đi.
chưa có tới đơm, không hẳn làm đơm, làm HTML thôi. Rồi ví dụ như tôi làm một cái box nha, một cái box nó có cái tên là welcome đi đó, tên là well đi đó. Trong cái box này tôi có một cái table nha, tôi có một cái table đó, tôi có một cái tr, tôi có một cái td, tôi có hai cái td đó. Cái td là số 1, cái td là tên http, ví dụ như vậy đó. Tức là sao? Tức là sau khi tôi click me thì nó show nguyên cái đám này ra nè, hoặc là nó show nguyên cái đám này ra nè ha, hoặc là nó show nguyên cái đám này ra nè đó. Thì bây giờ mình sẽ nối chuỗi, tức là mình phải đọc được cái này nè ha, hoặc là đọc được cái này nè, tùy các bạn muốn làm nó show cái gì. Thì cái này là cái thao tác là mình học là nối chuỗi từ những cái giá trị, chuỗi là HTML. Mới nãy mình nói chuỗi bằng những cái chữ thường, bây giờ cái giá trị chuỗi của mình là một cái HTML thì mình làm như thế nào ha. Rồi trong cái tiêu đề phụ này mình có thêm cái phần này nữa, thì cái phần này mình bây giờ tôi tính coi nó là tỉnh hay nó là động đây. Ví dụ như nó là tỉnh đi thì tôi sẽ control ít cái này luôn nè ha. Rồi tôi sẽ qua bên thư viện này nè, thay vì tôi nói chuỗi trực tiếp như thế này thì tôi sẽ là và kết quả bằng đó, thì nháy đôi chấm phẩy, mình còn trên v cái đó vô, thì các bạn thấy sao? Nó bị trùng ha, nó bị trùng dấu nháy đôi với dấu nháy đôi, cho nên nó bị lỗi từ lưa nè. À, thì để nó đừng có trùng thì cái chuỗi ở trong cái giá trị biến này nè, mình cho dấu nháy đơn, rồi xong mình lấy bát này ra, vẫn trùng luôn. Rồi mình giải quyết làm sao đối với cái chuỗi HTML này, tại vì trong cái JavaScript thì xuống hàng nó không hiểu, nó không hiểu nó là một chuỗi, mà các bạn bị lỗi này cực kỳ nhiều sau này ha. Mai mốt mình làm á, mình gặp cái này mình thấy sai hoài, thì mình giải quyết chỗ này như sau: nháy đơn, xong nháy đơn dấu cộng đó, nháy đơn dấu cộng, tức là mình mỗi một dòng là một chuỗi. Cộng trên C no, tôi nhầm. Đấy, tức là nó phải nối chuỗi như thế này. Tức là khá cực khi mình làm HTML nối chuỗi trong JavaScript. Làm chừng nào nó hết báo lỗi thôi. Cộng bằng chứ không phải là, tôi làm ngược ha, cộng bằng nha. Cộng bằng. Còn không thì mình để trên một dòng. Để trên một dòng thì mình khó nhìn lắm, mình nhìn không có ra được cái chuỗi, không có ra được cái bố cục của HTML. Rồi hết lỗi rồi đó. Tức là nối chuỗi HTML trong JavaScript phải nối như thế này. Tức là mình copy nguyên một khối lệnh HTML mình đem qua, xong thì mỗi một dòng mình phải dấu chấm phẩy, mỗi một dòng đầu mình phải có cái cộng bằng như thế này. Hình dung không? Nó hơi cực á nha, nhưng mà mình phải biết ngay từ bây giờ để mai mốt các bạn làm không có bị lỗi. Rồi lúc này thì mình mới bắt đầu là mình nối cái td vô đây.
Đó, mình mới bắt đầu nói cái TD vô đây, nói cái tên vô đây. Đặt tên TD bị trùng nè, bị trùng từ khóa nè. Rồi, cái này mình tắt ha. Được chưa? Tức là khi mà làm việc với HTML thì các bạn phải cẩn thận. Cẩn thận là nó phải mỗi một hàng xuống hàng phải dấu chấm phẩy. Muốn nói nó vô cái chuỗi trên phải là cộng bằng. Còn không thì mình cho nguyên một dòng dài thòn. Một dòng dài thòn thì khó làm lắm ha. Mình cứ làm vậy cho nó dễ, mình nhìn ra được cái HTML trong cái JavaScript. Ok ha. Rồi mình cứ muốn CD làm sao đó thì mình cứ CD thôi, TD, TR sao đó để thấy từ cái này làm cái sample. Rồi chạy thử. Kết quả nó vẫn vậy thôi các bạn. 123. Hello 123. Nha. Hello Hot TV. Đó, muốn hello gì đó hello. Thì mình phải CD làm sao ta biết là cái này là cái table là ok. Nha. TD, TR, border gì đó tùy. Rồi ngắm lại cái sự rối rắm ngay cái chỗ này, để mình nhớ cái cách là mình nối chuỗi trong JavaScript với những cái giá trị là HTML. Nó phải như thế. Thấy rõ không vậy? Mình có cần tắt đèn không vậy? Tắt đèn đi. Cái nào gần gần ổ điện nhất tắt đi. Đèn ghê luôn. Đó, ngon lành. Nhiều hơn như thế. Tức là mình có sử dụng biến tĩnh, mình có sử dụng biến input, mình có 3-4 cách để hiển thị nha. Cần show lock, alert, các bạn bị dạy bạn làm như thế nào là mình vừa làm mình vừa đóng bóng đó bóng đó tức là bữa nay mình biết được cái gì mình đóng bóng đó bóng đó rồi bữa sau mình sẽ làm một cái bài tập nhỏ nhỏ. Những gì nãy giờ đang học mình sẽ làm được bài tập này. Bài số 1 là bài này nha. Rồi ứng dụng cái bài này mình sẽ làm một cái bài tập nhỏ nhỏ như thế này. Nãy giờ là mình làm một input, bây giờ mình làm nhiều input đi. Và mình show ra một cái kết quả có HTML, có CSS đàng hoàng luôn. Trời trời, viết gì đâu mà thiệt tình á. Sao em? HTML đúng không? HTML không có gì hết ha. Đơn giản thôi. Hello thôi. Không có gì trơn. HTML không có gì trơn rồi. Nãy giờ mới làm quen tới biến nè, làm quen câu lệnh nè, làm quen cái cách hiển thị dữ liệu nè, làm quen cái việc đọc dữ liệu, gắn dữ liệu nè. Đó, mới có nhiều thôi đó. Mùa xuân ơi, mùa xuân ơi, mùa xuân đã đến. Ôi có đôi khi thẹn như thú đi hoang. Ôi trời ơi, sao người ta đã về rồi. Ừ.
Rồi, bây giờ bài tập nè. Người ta về kệ người ta, đừng có rối ren nè. Rồi, lớp 1 nè. Bài 1 nè. Hello nè, là bài nãy giờ mình làm nè. Nha. Bài thứ 2 là các bạn sẽ làm một cái form. Nha. Form đăng ký. Nha. Form đăng ký bao gồm các thông tin: mã số sinh viên, tên, email, điện thoại. Đó, để mình ôn lại HTML ha. Rồi. Cái form này sau khi nhấn nút có một cái button ha. Điện thoại. Rồi, có một cái button. Rồi, click vô button nó sẽ show input ha. Rồi, click vô button sẽ show dữ liệu ha. Show những thông tin đã đăng ký. Rồi. À, thứ ba, yêu cầu thứ ba là kiểm tra dữ liệu rỗng ha. Input rỗng là không nhập. Input rỗng để cho nhập lại. Rồi, show cái này ra thì các bạn phải HTML CSS đàng hoàng ha. Đó, tôi ghi chữ đàng hoàng luôn đó. Cứ làm lầu ẩu là quýnh tiền. Còn mình không biết là mình phải hỏi ha. Ví dụ như cái môn trước mình lỡ mình fail á, thì bây giờ mình làm đi. Rồi mình không biết mình hỏi. Rồi, tất cả những cái form mà xuất hiện, các bạn cố gắng làm ngay chính giữa màn hình, đừng làm tùm lum la ha. Do cái này tôi đang làm demo cho nên tôi làm đại vậy. Mà các bạn làm đại vậy các bạn không có điểm. Rồi, kiểm tra dữ liệu input rỗng là sao. Đó, ví dụ nó list nè, show kết quả nè. Thì bây giờ ngay cái này nè, trước khi nó show kết quả ra nè, mình phải kiểm tra dữ liệu. Ví dụ như cái tên này nè, nếu mình động xong mình ghi như vậy các bạn. Nếu ở đây nó có nếu nè, nó có if else luôn nè. Đây, nếu, nếu bình thường hay là nếu if else. Đó, nếu sao, nếu cái tên này nè mà nó bằng rỗng nè thì sao. Alert nè. Alert cái gì? Nhập lại đi. Đó, ví dụ như vậy. Rồi sao ạ? Return nè. Phone. Đó, return phone tức là nó sẽ nhập lại nha. Rồi à, mình có thể là mình forget luôn nha. Ví dụ như là cái tên này nè mà tôi không lấy value, tôi bỏ value, thì cái tên nó dưới đây nè, tôi phải là chấm value. Rồi, để làm chi? Để bắt đầu tôi forget vô. Forget nghĩa là cái dấu nháy 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 nhá, nó nằm ngay vị trí đó đó. Nằm ngay vị trí cái tên này nè. Hình được không? Rồi, L thì không sao. Mình không làm L cũng được. Còn nếu đã L rồi thì mình return true, tức là nó đúng rồi. Đi tiếp đi nha. Return phone tức là nó đứng lại, nó không đi tiếp được. Rồi, em nằm click nhập lại đi. Ok, nó focus vô đây. Đó, mỗi cái dòng lệnh mình làm mình phải hiểu hết. Thì cái phần JavaScript để bắt lỗi validation mình phải rành. Rồi, nó có những cái button như thế nào, tức là ừ cái chuỗi này nó bao nhiêu ký tự, ừ cái chuỗi này nó phải là một cái email, ừ cái chuỗi này nó phải là một cái số điện thoại
thì mấy cái đó mình học cao lên nữa, học thêm nữa mình mới biết cái đó. Còn không thì Google sợ với cái button như vậy á, là kiểm tra số điện thoại, mới button như vậy á, là kiểm tra email, mình phải copy đem đi nguyên đem về. Còn bây giờ ở cái mức này, mức mới làm quen, thì các bạn chỉ cần là kiểm tra nó rỗng thôi là được. Các bạn học nhiều lắm rồi đó, nửa chương trình rồi đó nha, buổi đầu tiên là nửa chương trình rồi đó, thiệt. Nếu bạn nào lanh là bắt đầu đi sâu vô từng cái ngóc ngách nhỏ nhỏ nãy giờ tôi đang giới thiệu, bài này là bài tổng quan nửa chương trình, tức là mình đã kiểm tra được cái input rồi nè, rồi mình lấy được dữ liệu rồi nè, mình show được dữ liệu rồi nè, nửa chương trình đã bốn lớp rồi đó, lớp hai, lớp ba, lớp bốn nghỉ đi là chắc chắn fail học lại. Vui không? Ừ đó, nó vậy đó, nó phải chắc chắn không lại. Chế cái gì? Em muốn làm sao em làm, tôi làm sao tôi thấy cái tâm của em là được. Tôi quan trọng là cái tâm nha. Còn các bạn làm giống như nãy giờ tôi đang làm, các bạn 5 điểm 6 điểm hả? Nha, thiệt. Có tâm đi, từ từ nó sẽ có tiền nha. Mình đừng có đòi hỏi khi mà cái khả năng mình chưa tới mà mình đòi hỏi tiền bạc là không được. Mình cống hiến đi, mình chia sẻ đi, ngày nào đó mình sẽ nhận, mà nhận thật nhiều, mình nhận trong niềm hạnh phúc hân hoan, thiệt á. Mình mơ ước mà cái khả năng mình không tới thì đừng có mơ ước, mình hãy làm. Các bạn đâm đầu vô, các bạn làm đi nha, thì một ngày nào đó thì ước mơ mình sẽ đạt thành sự thật. Ok ha, ngày đầu tư tổng quan vậy là được rồi đó. Và tôi nói đúng á, tôi nói thiệt chứ không phải nói giỡn đâu, là nó giống như là nửa môn rồi đó, tức là mình check được cái form là nửa môn rồi, mình đọc được dữ liệu, mình show được dữ liệu nửa môn, còn gì nữa. Còn cái là mình chưa có làm tới note thôi, mình chưa có add, chưa có xóa, chưa có sửa thôi. À, cái lab. Từ từ tôi gửi, trời ơi, cái này tôi mới gợi ý thôi, còn một bài nữa, bữa sau làm thêm một bài nữa mới hết lớp 1. Rồi ok rồi, xong, cảm ơn các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Rồi tất cả các bài tôi đều chấm tại lớp hết, ai trốn trốn là không điểm. Các bạn chú ý nè, khi tôi public cái danh sách điểm lên, tôi nói làm ơn kiểm tra lớp 1, lớp 2 giùm, thì các bạn phải kiểm tra lớp 1, lớp 2 giùm. Làm ơn kiểm tra lớp 3, lớp 4 giùm. Làm ơn phải kiểm tra lớp 3, lớp 4 giùm nha, đừng có bỏ qua nha. Và cuối môn là tôi không có đếm điểm. Từng buổi, từng tuần nha, chú ý. Và tuần này chỉ có lớp 1 thôi. Đó. Mà không có cũng không sao. Rồi nghỉ hè đi, đi chơi đi. Rồi về mình bật đến like lại. Hả? Không có thoát hả? Chắc chắn là không có thoát nha em nha. Thôi, học lại làm chi không biết nữa. Lâu lâu mình mới có duyên gặp nhau, học lại làm chi, tôi mất mặt chết. Học hỏi bao nhiêu tiền? 650 con. Đóng liền là 650. Mà để lâu lâu mới trả nợ là 1.3 triệu. Nó là 650 đó. Rồi, bye bye nha. Nghỉ. Good bye. Đứa nào giơ tay bật đèn lên giùm mấy đứa ơi.